Rồi, 1, 2, 3. Kim chi. Rồi, cười lên. Hôm nay chúng ta được đi chơi cả ngày hay sao? Dạ. À, buổi sáng các bạn đi đâu rồi? Đi bảo tàng. À, cũng đi bảo tàng rồi à? À, được rồi. Thế các bạn đi bảo tàng nghe có chán không? Dạ. Rồi. À, thế hôm nay cô Linh sẽ dẫn các bạn đi thăm nhà sàn Bắc Hồ và bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại sao lại gọi là mô hình? Và trước khi tham quan chi tiết căn nhà sàn này thì cô Linh xin giới thiệu một số nét khái quát về nhà sàn của bác tại thủ đô Hà Nội. Quảng Nam con về thăm để làm xem quê hương Bắc Hồ. Từng đài hoa hương còn dâng như đời thanh cao đời Bắc Hồ. Mái nhà vẫn còn đây, dáng uy nghiêm in trời mây bóng bao. Nắng vẫn biếc những hàng cây vẫn trong xanh ngàn năm nữa sông Lam. Vẫn còn đây tình thương muôn vàn người dành cho quê đời thanh cao đời bao lâu mái nhà đơn sơ dầu dãi nắng mưa vẫn ấm bao anh cười người núi Hồng Lĩnh vẫn còn đây dáng uy nghiêm in trời mây bóng dáng quê hương con ngàn nắng ngũ hành đây.
đi tham quan tại Đà Nẵng. Trường đưa chúng em tới một số nơi như công viên 29 tháng 3, chùa Linh Ứng, một số cây cầu ở Đà Nẵng và vân vân. Đi khi đến viện bảo tàng của Đà Nẵng, chúng em thấy rất là nhiều dụng cụ vũ khí còn sót lại trong chiến tranh, và đến viện bảo tàng quân khu 5, chúng em như thấy đại nhà sàn của Bác Hồ được tái hiện lại. Và khi đến chùa Linh Ứng, chúng em được thấy phong cảnh ở đây rất là đẹp và sự tôn sùng Phật giáo của người Việt Nam ta. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và ban lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em có cuộc tham quan ở Đà Nẵng để chúng em biết thêm nhiều điều mới mẻ và bổ ích hơn nữa. Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới dưới phần bình luận video nhé. Video của mình ở đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.